Mới đây nhất thì vào ngày 6 tháng 8 vừa qua, ngay bên bến cảng sông Sài Gòn đã diễn ra chương trình nghệ thuật trình diễn mang tên Dòng sông kể chuyện. Và ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay của chương trình Cà phê sáng tổng đạo diễn của chương trình này, đạo diễn Lê Hải Yến. Xin chào chị. Chào chị. Chào mừng chị đến với Cà phê sáng ạ. Xin chào hai MC và chào các khán giả xem truyền hình. Vì sao mà chúng tôi lại trích dẫn cái ca khúc Chảy đi sông ơi để bắt đầu cái câu chuyện ngày hôm nay? Chắc đạo diễn Lê Hải Yến là người hiểu hơn ai hết về cái ý nghĩa của dòng sông và những gì mà chị đã vận dụng trong suốt hơn một năm trời nghiên cứu để mà cho ra đời một chương trình biểu diễn nghệ thuật mà có lẽ là đọng lại rất là nhiều ấn tượng, trước hết là trong lòng những người tổ chức. Câu hỏi đầu tiên mà Phí Linh muốn dành cho chị đấy là, đối với chị cho đến thời điểm này, tức là sau mấy ngày mình đã tổ chức xong một chương trình rất là hoành tráng và ý nghĩa, thì những cái hình ảnh gì ấn tượng nhất đọng lại trong chị? Rất là cảm ơn chương trình đã mở lại một cái ca khúc mà khiến tôi vẫn còn đầy cảm xúc và hồi tưởng lại những cái hình ảnh rất là đẹp trong show diễn. Hình ảnh của một dòng sông lung linh, của một dòng sông mà huyền ảo, một dòng sông mà kết nối giữa dòng sông và con người, giữa phần nước và phần đất. Tôi vẫn nhớ cái hình ảnh của màn khởi thủy với hình ảnh của những cái hình ảnh biển tiến biển lùi mà cảm giác như là nó đang ùa vào khán giả. Hình ảnh của những lưu dân xuôi dòng về phương Nam để khẩn hoang vùng đất mới, với những cái chiếc thuyền ghe bầu mà chúng tôi phục dựng ở trong chương 1 khẩn hoang. Hình ảnh của chương 2 với những dân phu mạnh mẽ, đoàn kết cùng khẩn trương hồ hởi để cầm những cái viên đá ong Biên Hòa để cùng xây lên những bức tường thành Gia Định kiên cố vững chắc bên dòng sông. Hình ảnh của chương 3 với những hình ảnh trên bến dưới thuyền, đời sống thương hồ của những chiếc thuyền tam bản chở đầy những hoa cây kiểng, những cái sản vật, rồi sự kết nối giữa dòng sông với trên bờ của các làng nghề truyền thống ven sông. Và hình ảnh của chương 4, một thương cảng phồn vinh tấp nập với những cái chiếc tàu lớn nhỏ. Và hình ảnh của chương 5 với một cái thành phố rực rỡ bên sông đầy năng động và màn diễu hành cuối cùng của những con tàu đi trên dòng sông đấy, một cái sự kết nối giữa thiên nhiên và con người mà tôi tin rằng tất cả những người đã xem thì đều có một cái cảm nhận về một cái vẻ đẹp của dòng sông Sài Gòn khi ấy. Vâng, đó là năm chương của vở diễn này. Và chắc hẳn rằng là khi mà chị có những ý tưởng về vở diễn của mình thì tôi lại băn khoăn rằng là tại sao lại là sông Sài Gòn và tại sao lại là thành phố Hồ Chí Minh? Và tại sao là dòng sông kể chuyện? Có lẽ cái từ đấy là điều quan trọng nhất. Thành phố Hồ Chí Minh được hình thành trên một cái địa hình sông ngòi, kênh rạch chằng chịt từ thủ xưa. Và dòng sông Sài Gòn cũng là một dòng sông di sản ôm trọn cái thành phố này từ khởi thủy cho đến văn minh, và dòng sông cũng kết nối thành phố này với tất cả các nền văn hóa trên khắp châu lục, để trở thành từ một cái đầm lầy để trở thành một thương cảng phồn vinh và biến cái vùng đất này trở thành một cái bản sắc mà đa sắc màu văn hóa. Và trở lại với dòng sông cũng chính là cách ta trở lại với cội nguồn của thành phố này, một cái thành phố mà từ khởi thủy đã luôn khát vọng hội nhập giữa cách tân và truyền thống và cách tân giữa dân tộc và thế giới. Và dòng sông kể chuyện chính là cách mà chúng tôi mượn lời của dòng sông để kể những câu chuyện, kể những lát cắt văn hóa, kể những dấu mốc của những cái hoạt động, những cái câu chuyện trên dòng sông và bên dòng sông, qua lăng kính của dòng sông, một dòng sông bao dung và cởi mở. Vâng, và tôi nghĩ là cái ý tưởng này khi mà đưa ra thì chắc là cũng sẽ được khán giả đón nhận rất là nồng nhiệt, bởi vì là cái câu chuyện hơn 300 năm của Sài Gòn, Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh cũng là câu chuyện của cái thành phố bên những dòng sông. Thế thì chúng tôi cũng rất là muốn hỏi chị Yến, thực ra đối với chúng tôi thì đạo diễn Lê Hải Yến là một cái tên tuổi trẻ và mới mẻ, chắc chắn là nhiều sức sống. Chị cùng với ekip của mình đã làm được một chương trình mà ngay ở đó chúng ta cảm thấy cái tầm vóc của chương trình và thấy là chúng ta nhỏ bé trước tất cả những cái lịch sử cũng như là những cái giá trị văn hóa đã trôi qua rất lớn lao. Vậy thì có những cái điều gì chị còn muốn kể nữa? Có những cái điều gì ấp ủ trong bên trong hoài bão của những người trẻ mong muốn kể câu chuyện về thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, Gia Định mà chị nghĩ là chị sẽ bộc bạch với Cà phê sáng? Tôi vẫn suy nghĩ là cái câu chuyện dòng sông kể chuyện nó cũng không thể nào chỉ dừng lại ở đây, bởi vì còn rất rất nhiều những câu chuyện cần được kể và cần phải kể. Tôi không chỉ kể câu chuyện của Sài Gòn 325 năm bắt đầu từ mốc năm 1698, mà khát vọng của tôi xa hơn nữa là câu chuyện từ khởi thủy hình thành của dòng sông, từ những lúc mà lưu dân đi khẩn hoang cái vùng đất mới này cho đến bắt đầu khi mà hình thành nên nền hành chính của vùng đất Gia Định. Và trong suốt cái quá trình lịch sử đó có rất nhiều danh nhân, có rất nhiều con người, có rất nhiều câu chuyện mà tôi vẫn còn muốn được
được kể. Tôi nghĩ là giống như nàng Sherazade của 1001 đêm, sẽ còn nhiều những câu chuyện nữa để dành cho các kỳ cuộc tiếp theo. Nhưng tất nhiên về bản thân về chương trình thì tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng hết tất cả những gì mình đã làm, bởi vì do đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện, cho nên còn có rất là nhiều những yếu tố kỹ thuật mà chúng tôi gần như là chúng tôi chưa thể hợp luyện được đầy đủ tất cả các cái phần chuyển động của tàu thuyền trên sông, bởi vì tính ra từ ghe bầu, tam bản, các cái tàu nhà hàng cho đến các cái thuyền du lịch, tổng số lên đến gần 100 con tàu thuyền được lưu động, lưu thông trên dòng sông trong xuyên suốt năm chương đó. Và chưa kể cái phần sân khấu nổi trong cái ba lớp lang sân khấu, tiền cảnh, trung cảnh và hậu cảnh, thì cái phần sân khấu nổi trên sông chúng tôi cũng phải xử lý liên tục với những cái khắc phục, bởi vì cái yếu tố của thủy triều, dòng sông Sài Gòn là bán nhật triều, một ngày hai lần nước lên, hai lần nước xuống, và cái dòng nước rất là xiết cùng với lượng lục bình trôi rất là nhiều, khiến cho tất cả các cái công tác kỹ thuật gần như là ngày nào chúng tôi cũng phải căn tâm sân khấu, tức là cái sân khấu nổi ngày nào cũng bị xê dịch, có những khi mà nó còn bị xoay, gần như là xoay dọc đi. Vận hành rất là lớn và thử thách đúng không ạ? Vâng ạ. Chúng tôi đã dùng rất là nhiều những cái mỏ neo với cái trọng tải hàng lên hàng chục tấn nhưng vẫn không thể hoàn toàn cố định được, và gần như ngày nào chúng tôi cũng phải khắc phục, và có những hôm thậm chí cả hệ nhạc nước còn bị gãy đôi, tức là liên tục những cái yếu tố kỹ thuật mà chúng tôi phải xử lý, cho nên là gần như chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy mãn nguyện với tất cả những gì mình đã làm trong show diễn vừa rồi. Nhưng tuy nhiên tôi nghĩ rằng đó cũng chính là mục tiêu để chúng tôi sẽ tiếp tục phải hoàn thiện và phấn đấu hơn nữa cho những lần kể tiếp theo của dòng sông này. Và tôi cũng tin rằng là với số lượng hơn 700 nghệ sĩ tham gia trong chương trình này, với sự thu hút của 6.000 khán giả trên khán đài và tổng cộng là 10.000 khán giả theo dõi trực tiếp ở tại bến cảng Sài Gòn, thì chương trình Dòng sông kể chuyện nằm trong lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một điểm nhấn du lịch của thành phố và của đất nước ta trong thời gian tới. Cảm ơn đạo diễn Lê Hải Yến rất nhiều vì đã đến với trường quay Cà Phê Sáng.